trước cũng vì sau giờ tin đưa thì biết là các chị mệt mỏi và thường là ai cũng muốn, cho nên là sẽ là đổi cái hand zone lên. Thì trước hand zone thì cũng có nó vài ba slide để chỉ cái cách làm hand zone thực hành. Can you recognize him? Anyone recognize him? Các chị có biết cái này không? Anyone? Dạ, có ai biết không ta? Phim chắc tài tử gì, phim đây, mặc gì đây? I think he maybe is a very one of the famous class two celebrity. Đây là một trong những người nổi tiếng hàng hai, một người hàng hai nổi tiếng vô tầm ở thế giới. Do you know him? Dạ, các chị có biết anh này không? He's a Queen, Freddie Mercury. Dạ, anh là Freddie Mercury. If you the founder of music, you may know him. Dạ, nếu các chị mà mê âm nhạc, các chị có thể biết cái người này. Here we can confirm the fact that original pattern of the facial growth rarely change. Yeah. Significantly. Dạ, thì cái hình này, hai cái hình này cho chúng ta thấy cái kiểu tăng trưởng mà lại là cái nó hiếm khi nào nó thay đổi cái tiến trình mà nó thay đổi được đi. Facial pattern of him, yeah, it doesn't change. Các anh chị thấy lúc nhỏ đến nay có đổi không? Không đổi. Chứ đừng cái còn mong là lớn lên tự động hết. So, as I told you, như tôi đã nói với bạn, skeletal discrepancy cannot be corrected spontaneously. Cái hàng hai không thể nào tự phát mà nó tự chỉnh sửa được. I really enjoyed the movie. If you haven't seen that movie, you should. Yeah, nếu tôi rất thích cái bộ phim này của Bohemian Rhapsody đó, nên chị thích mê phim thì xem bộ phim đó. So for the heavier treatment in the pre-adolescent children, the more than with heavier to the 18th and 17th. Yeah. Thì để làm cái heavier thì chúng ta phải đặt cái câu ở rằng số 6. You have got a type bone with a 2 and a molar band. Yeah, chúng ta được phát một cái tim bôi đông có sẵn hai cây cầu. Actually, it should be 70 already. Yeah, thì đúng ra là cái này nó cần phải được gắn xi măng sẵn. Well, we are going to set this in the afternoon, but it's going to be too long time and so messy. So you have to set it in your clinic. Yeah, nhưng mà mình có thể làm cái thực tập cái gắn cái khâu của cái này, nhưng mà nó rất là lượng vượng và nó tốn thời gian. Cho nên thì chiều nay mình có thể dùng cái câu này mà mình không có chưa dán. Nhưng các chị phải về nhà, các chị phải tìm cách các chị dán vào, các chị gắn vào, gắn xi măng vào. Today you are going to fix this. Ngày hôm nay các chị phải gắn cái like this. Dạ, các chị phải học cái cách gắn cái Facebook. Dạ, đây là cái Facebook. But today it's okay, a little bit. Dạ, cho nên hôm nay là cái bài tập này á, thì cái câu nó lắp nhẹ nhẹ. Mobility is accepted. Yeah, cho nên có thể cho nó lung lay nhẹ nhẹ thì chấp nhận được. But, nhưng mà maybe module 5, yeah, maybe module 5. Yeah, we are going to module 5. We are going to make TPA with this one. Yeah, chúng ta sẽ làm cái TPA với cái cung ngang khẩu với cái tiêu đầu này. Trong trường hợp đó, trong trường hợp đó mà cái khâu này mà nó rút lách á thì mình không có làm được cái khung TPA, cho nên phải dán cái cả. And I think the Linha company give you the wire. Dạ, tôi nghĩ là công ty Linha sẽ cho dây không? Để dây. It's a 0.36 maybe. Là 0.36, dây 0.36. Tức là đó là cái stainless steel, dây tròn, dây thép phong rỉ tròn và đường kính của nó là 0.36 in. Module 5. Dạ, cái này các anh chị sẽ dùng nó trong module 5. Rồi phát hết rồi cho nên nhớ bảo quản và xài cho đúng mục đích, đừng có xài thiếu rồi đến hồi thiếu tới đây còn thiếu rồi nha. So, any tube with a headgear. Thì những cái ống headgear, đây là những cái loại ống headgear, những cái loại attachment thẳng thao cho ống headgear. Well, the combination buckle tube can be used triple, double. Dạ, chúng ta có thể là cái ống headgear là ống đôi, tức là một ống headgear, một ống thường hoặc là ống ba luôn. If they have a three hole,
Nếu có ba lỗ như thế này, we call that triple combination. Thì chúng ta nói đó là cái ống ba. If they have a two hole, nếu có hai lỗ, double. Thì chúng ta gọi là ống đôi. If they have a accessory headgear too, we call it combination. Yeah. Nếu như mà chúng ta có cái headgear tiếp thì chúng ta gọi đó là cái ống tiếp theo. It's a combination double. Đây là combination triple. There's a combination triple. Đây là combination triple, ống ba mà combination, tức là hễ có hiện diện cái ống hết kia thì họ tên như combination. Bởi vì nếu có hai ống thường thôi, không có ống tròn thì họ chỉ gọi là ống rồi. Cái gì nói không? Yeah. So the headgear tube can be positioned occlusally, yeah, or gingivally. Dạ nên thì có ống headgear có thể định vị là về phía mặt nhai hoặc có thể định vị về phía nước. À, tùy. Nó không có thống nhất. Anything is fine. Anyway, cái nào cũng tốt hết. Important thing is cái điều quan trọng là cái phương của lực, làm sao tính được cái phương của lực. But you already know how to regulate the line of force. Dạ, các chị đã học được lý thuyết cách mà chúng ta điều chỉnh cái phương của lực. For theoretically, this is more have a more advantage because is near the center of rotation, a center of resistance. Dạ, thì cái loại mà ống này á, nó về phía nước á, thì nó tiện hơn, bởi vì nó gần cái tâm cản của răng cốt. But with this, patient với more này, easy to put the headgear. Với cái này thì thuận tiện cho bệnh nhân hơn, bởi vì á, bệnh nhân nó thấp xuống dưới mặt nhai, bệnh nhân đưa cái headgear so, face forward dễ hơn. You can use or you can use. Chúng ta có thể dùng cái loại này cũng được, loại này cũng được, loại nào cũng được hết. Nó đều mình đều biết tính toán được là cái phương của lực nó đi ngang qua tâm cản nếu mình thích. Important thing is anyway line of force. Và cái điều quan trọng là cái phương của lực. And this is a lingual sheath. Đây là cái sheath, tiếng Anh gọi là cái lingual sheath, là cái ống mặt trong. That nó is... chỉ sheath sao mà dịch chỉ ống thì cũng chuẩn lắm. Nhưng mà nó là cái bao ở mặt trong để mình đưa cái cục lửa. They will be used for the lingual arch. Đó, dùng để gắn cái cung lưỡi. À, những dòng cung lưỡi nói chung. À. As I told you, this is going to have a some degree of mesial rotation of upper portion. Thì cái răng nó như thế này á, thì ta gọi là xoay gần. In this case, và trong trường hợp này, I can put the headgear too because we feel lucky here. I can put the headgear here. Yeah. Thì trong trường hợp như thế này thì cái hướng của cái ống là như thế này, nó bị cái răng số 5 này nó kẹt rồi, làm sao rút cái face forward. So for headgear adaptation, we have to rotate, derotate the upper part first. Để gắn cái đó, mình cần phải xoay ra để cho cái phần này nó ra đây này, thì mới rút vào đây. Để xây cho cái ống hết gì nó thẳng ra ngoài để mình mới đưa vào. You can see it's impossible to. Cho nên với cái trường hợp này mình không thể nào mà. So in this case, và trong trường hợp này mình phải dùng một cái TVA là cái công năng ống. Easily rotate. Và nó để giúp chúng ta xoay cái răng cối này một cách dễ dàng. Actually, that TPA verification is a part of the heavier hands-on, but it takes too long time, so. We will make the TPA at the module 5. Dạ, thực sự á thì cái để làm cái kia thì đôi khi mình phải làm cái TPA trước. Nhưng mà thì giờ cái hạng mục đó qua cái module 5 là vấn đề thể chiều ngang. Vì TPA là cái chuyên để thể chiều ngang thực hành đó. Nhưng mà trong thực tế có nhiều cái ca nó xoay như thế này, cái gì phải dùng cái TPA trước khi dùng cái gì. Ok. So in this situation, short period of the orthodox treatment, usually with a transpalatal arch, to rotate the maxillary first molar, permit facial insertion. Yeah, thì trong trường hợp như thế này, các chị phải dùng cái TPA để xoay này, xoay xa cái răng này ra, để cho cái ống tiếp này dẫn ra đây. Rồi sau đó, để dễ dàng đưa cái TPA vô. It depends the degree of rotation, but usually 2-3-4 months is enough for that. 2-3 months. Yeah. Cái chuyện này các anh chị, cái chuyện này nó có thể nó mất của các anh chị khoảng 2-3 tháng thì mới xoay ra nó đúng được. Nó đúng được, nó lòi cái ống ra khá là xăm xăm thì mình vậy, mình mới dễ đút cái cung mặt vào. The external force are transmitted to teeth through the headgear tube, which are attached to the band. Yeah. Thì cái lực mà hết kia truyền vào cái xương hàm đây là thông qua cái câu rồi qua cái răng.
But the attachment is placed away from the center of rotation. Dạ, nhưng mà cái lực nó lại cách xa cái tầm cảm của các bạn theo các cái chiều không gian khác nhau. Khi mình nhìn mỗi cái chiều không gian khác nhau thì mình thấy nó đều, nó không có qua cái tầm cảm. So tendency of rotation is generated by force application. Dạ, cho nên á, mình muốn làm thay đổi thì là sao? Thì là phải thông qua cái cách mà chúng ta xác định cái phương của lực. If the distal force is applied, yeah. Nếu chúng ta có một cái lực mà di xa đẩy răng cối về phía sau, this will rotate. Yeah. Nó sẽ làm xoay. Các chị bây giờ chị hiểu được cái này đó ha, đây nè, đây. Đó, cho nên nó mình vẽ lại cho đây, đây. Đó, cho nên nó sẽ xoay cái răng nó như vậy. Because the point of force application is buckled to the center of resistance. Bởi vì cái lực á, điểm đặt của lực nó đi ngang ra mặt ngoài của cái tâm cản. When the expansion force is applied to the inner ball, mình làm cái inner ball là trung tâm của cái face ball, mình bắn ra rồi mình cái chó rút vô thì nó có cái lực thêm chiều ngang. Lực thêm chiều ngang là ra ngoài đây. Phía này phía ngoài, phía này phía trong. The molar will tip buckle. Dạ, lúc đó cái răng cối nó sẽ bị nghiêng ra phía ngoài. Đây, nó sẽ có đây. Because nó có cái moment này. First application is occlusive to the center of resistance. Bởi vì cái lực của mình, các chị nhìn đây này, cái này là giống như đây này. Ở cái răng như này, răng kéo cái răng lên gì 26 răng ngoài thì nó nằm về phía ngoài sau lưng tầm thì nó sẽ xoay nó xoay như thế này đây, cái vector các chị biết cái moment rồi nó xoay như thế này, bên này xả xuống bên này nhắc lại. So when the intrusion force is applied, nếu như có cái lực lún nó đặt vào đây thì sao? Actually, high pull heavy gear is the intrusion force. Yeah, cho nên hết kia mà kéo cao là nó có lực lún. The molar will tip buckley, also tip buckley. Đó, đó, cho nên lực lún nó cũng y như bên vậy, nó xoay. Center of the buckle to the center of resistance. Yeah. Cho nên cái lực lún thì nó giống y như cái tác động của lực này, nó cũng xoay như thế này. Cho nên là nó làm. This kind of problem can be handled by proper activation of TPA. Yeah, những cái vấn đề như vậy mình có thể xử lý, mình giải quyết bằng cách mình dùng cái TPA. Mình có thể TPA là cái cung ngang cầu. Rồi chị em. Dạ, ví dụ như cái răng hai răng cấu nó nghiêng gần thì dùng TPA để xoay nó lại. Ví dụ như nó nghiêng xa thì sao? Đúng, cũng dùng đó. If the different situation. If the molar initially rotated distal, we also use the TPA to rotate the distal. If distally? Distal. Already distally rotated. Already, fine. But I rotate more distally. Yeah. You mean more distally? No, but we need to rotate it distally to have a good, but it seldom happen. Right? It seldom. It rarely. Actually, I haven't in practice 20 years, but I haven't seen it. Tình huống đó là tình huống không có. Bởi vì tôi thực hành cái món này 20 năm rồi chưa thấy cái ca nào mà ngay bắt đầu răng cố nó xoay theo kiểu nó xoay xa. Hầu hết là nó xoay gần. Hoặc là nó không xoay, may mắn là không xoay hoặc xoay gần chứ không xoay xa. Cho nên đầu tiên tôi nói thầy cái gì đó hiếm xảy ra, nhưng mà không có, nó xoay gần mà. If you need, you can do that. Dạ, nhưng mà nếu như mà nó lỡ nó bắt đầu biết đau bằng là hên mà gặp cái ca mà rất là hiếm hoi đó thì cái nguyên lý bằng phải xoay sao cho cái ống nó sao nó song khá song song nhau để bằng rút cho dễ vậy thôi. Ok, mà mình còn we can do thì mình chỉ kích hoạt ngược lại thôi, nhưng mà cái đó không có thực tế. We'll do the landing cases next time. And fitting and adjustment of performed face pull must reflect the biomechanical goal of the treatment plan. Yeah, cho nên mình phải làm, mình điều chỉnh cái face pull theo đúng cái mục tiêu mà mình muốn của cái điều trị. Cho nên đầu tiên mình phải biết được là cái mục đích của ca mình là làm gì. Thì mình phải điều chỉnh cái face pull nó tương ứng theo cái chủ đích đó. The simple method is selecting the appropriate size and took the inner ball with the initial model. Yeah. Thì cái face ball của anh chị là được được chọn á, được các chị được phát là khá là
là vừa phù hợp với cái timo đông của anh chị rồi. This is how to fit the baseball to the. Đây là cái cách mà mình sẽ đặt cái baseball vào. First, đầu tiên, you put the one part of the baseball to one tooth, one molar. Yeah, đầu tiên là mình đút một đầu của cái cung trong vào like trong this. Cái ống. Like this. Như thế này, một đầu thôi. Then you can check the relationship. Chúng ta phải kiểm tra khi đó. Dạ, chúng ta kiểm tra cái đầu kia của cái baseball nó có tương quan như thế nào với cái lỗ mà mình định đút vào nó. Một đút một bên đầu quay thì đầu kia nó có khoảng cách như thế nào? It is now aligned. Yours is now. Yeah. It's like that. It is in the position the tooth. It's wrong position. Yeah. Like this. Nếu như mình đút vô đầu này như thế này thì cái này nó chưa mình phải chỉnh. So you have to make that align like this. Chúng ta cần phải làm cho cái baseball nó như thế này. Khi đút vô bên này thì bên kia nó càng như gì? Càng như được nằm thẳng hàng, có thể dễ dàng đút vô cái ống bên kia. Phải đạt được mục tiêu như vậy mới là ok. To do this, để làm đó, you adjust this part of the. Để làm đó thì các chúng ta sẽ điều chỉnh cái này, điều chỉnh bằng này. And yeah. You can adjust this part. Mình sẽ kẹp ở đây, mình bẻ cái này vô để cho thằng này nó đi sát ở đây. Khi đi sát ở đây thì tự động này chạy ra phía sau đi vào. Cái gì nắm được không? Ok. Cái gì hiểu ý thầy nói chưa? I'll show you. Chưa hiểu á. Đây, nhưng mà thầy kêu không sao ấy, vì mình tập ăn mà. Nếu không hiểu thì sáng thì ta thấy thầy sáng tới thầy làm cho anh chị coi. Cái gì đút vô đây, cái thằng này hỏng hay chưa vô đây. Do chỗ này là nó gì các anh chị? Cái đường giữa này nó lạc ở đây, mà qua đây. Thì các anh chị á, hãy bẻ cái này nè. Cầm cái kèm ở đây bẻ. Cho thằng này gì các anh chị? Nó ép sát vô đây thì tự động máy sẽ chạy vô đây. Đúng không ạ? À? Cứ bẻ đi rồi thấy. Vì mình lát nữa mình ngồi mình chơi với cái này mà. À. Ok, let me show you. Như vậy để thôi cho các anh chị xem. Các chị thấy nó giống như đây không? Can you see that? À. It's not located near. Nó nằm chưa gần được cái ống bên này. So, I take it. Tôi lấy nó ra. I make this one. Tôi sẽ vẽ. Then like this. Yeah. And vẽ nó vào. I put vẽ cái thằng này vào các anh chị nè, vẽ cái đoạn này vào. How about that? Yeah, vẽ này cho chị vẽ cái này vào là vẽ. This was like this. Yeah. Bây giờ và khi vẽ xong các chị thấy nó ngang chưa? So it has to be parallel to the tube. Cái đầu này sao? Nó phải song song với con tiếp. In this one and in this one. Yeah, theo cái như thế. Nó theo cái mối tương quan như vậy. This is simple. You have done half of the job. Yeah. Như vậy là các chị đã làm được nửa việc rồi. Cái bây giờ là đến lượt mình làm gì? Mà bây giờ đó anh chị vẽ nè, anh chị vẽ xong khi điều chỉnh thì nó đây rồi. À, chưa xong mới nửa việc thôi. And you do the same thing to. Và sau đó mình đút cái bên này vô. Mình coi thì bên này có vô không? Vô thì là gì? Mình vẽ thằng này vô, tức là vẽ này ra nè. Vẽ thằng này ra. Thì thằng này nó tự động nó vô thì nó thằng này xong xong. Như vậy là xong. Các chị nắm được không? Đút một bên, chỉnh bên kia cho nó xong xong. Đút viết bên kia, chỉnh bên này xong xong thì cuối cùng là mình có được là điều chỉnh được đúng. So, inner bowl, you can choose two big inner bowl. Chúng ta có thể có hai cái inner bowl. If you choose two big bowl, it will set. Nếu các chị chọn like cái this. Bowl nó quá lớn, cái cục nó quá lớn. It's 10, more than 10 yeah. meter from the level from yeah. Cho nên khoảng cách giữa này không quá lớn. À, khoảng cách này là đẹp đó, nếu như khoảng cách nó quá lớn, khoảng cách từ cái răng tới cái chỗ mà vùng nối giữa hai cung mặt cung trong quá lớn. So it is advised. Thì người ta khuyên for 3 millimeter. Dạ, khuyên khoảng cách đó này là 3 đây thôi. But I recommend you more than 3 millimeter in the linear surface because they move distally in contact. Dạ, họ sách vở nói là cách 3 ly. Nhưng mà tôi khuyên các anh chị làm nên nhiều hơn. Bởi vì nếu như anh chị làm ba ly đến khi đẩy cái răng cối ra xa cũng đụng lên cửa. Cho nên là mình dự phòng cho mình tính trước, mình sẽ đẩy được răng xa, cho nên mình tính trước mình cho nhiều hơn. In buckle side. Dạ, ở phía mặt ngoài. Dạ, ở phía má, tức
tức là đây 3 ly là ok. Nhưng phía trước gần đây là gì? 5-6 ly. À, làm sao cho cái cùng nó cách mặt răng 5-6 ly. And one more thing. Và một cái điều nữa. As the class 2 relationship is corrected. Thì chúng ta cho bệnh nhân đeo và chúng ta chỉnh được tương quan nâng cốt. Mình chỉnh được tương quan nâng cốt. There is a relative forward movement of mandible. Và có khuynh hướng là xương hàm dưới nó sẽ chạy ra trước. Đúng không anh vậy? If this happens, nếu điều này xảy ra, cross bite tendency. Nó sẽ có khuynh hướng cắn chéo. Cắn chéo đằng sau, posterior cross bite. So we have to expand next. Dạ, chúng ta cần phải nới cái hàm trên. Các anh chị nắm được không? Vì bình thường nếu các anh chị có cái này nó bình thường theo chiều ngang. Nó phủ theo chiều ngang đúng. Khi hàm trên hàm dưới nó phủ theo chiều ngang đúng. Nếu như mà đây là hàng 2 nha. Hàng 2 là OVZ nè. Khi các chị có con hướng này chạy ra trước thì cái phần rộng này nè, hồi nào đến giờ nó khớp với đây không có bị gắn chéo. Phần rộng này nó chạy ra trước thì nó khớp vô chỗ răng cấu nhỏ. Thì nó là cắn hẹp hơn thì nó bị gắn chéo. Cho nên để chống gắn chéo thì anh chị phải làm gì? Phải nới hàm trên. Các chị có hiểu được điều đó không? Chúng ta phải nới cái hàm trên để không bị gắn chéo do cái tương quan theo chiều trước sau nó đã đổi. Same thing is that when you treat class 2 camouflage for total arch distalization. Yeah. Cái này nó áp dụng khi chúng ta điều trị ngụy trang với cái cách cái chiến lược điều trị là di xa toàn bộ cung răng. Nhớ di xa là phải gì? Băng cái nhớ di xa hàm trên là phải là gì? Phải băng ra. Vì di xa hàm trên răng cấu của mình nó sẽ chạy ra phía sau. Răng cấu ở trên chạy ra phía sau nó sẽ khớp vào cái phần rộng hơn. Vì càng ngày rộng hơn của hàm dưới thì phải nới ra chứ không đâu là bị cắn chéo. Các chị nắm ra không? Ok. We'll talk about the transverse discrepancy module 3 tomorrow. Dạ, thì nói về cái transverse, vấn đề theo chiều ngang, bất hài hòa theo chiều ngang vào trong cái module tiếp, là như module 3. Mỗi ngày thầy module, mỗi ngày thầy là một ngày thôi. Module 3. So, elbow should be expanded 2 mm by lateral. Sau khi mà anh chị thử rồi thì nên nới rộng cái cung trong 2 ly so với cái lỗ của nó. So the elbow is the elbow is located in the outside of the heavier tube, not the above the out tube. Yeah, cho nên cái elbow khi mình vô nó phải nằm ở bên ngoài. Cái bề bề ngang nó phải nằm bên ngoài của tiếp. So 2 mm totally or each side. Each side 1 mm. Mỗi bên là cỡ 1 ly. Sau khi mình điều chỉnh xong rồi mình đút vô bên này song song bên này, mình đút bên này song song bên này thì mình nên điều chỉnh theo chiều ngang để cái đuôi mà đút vô răng cối nó khoảng 1 ly bên ngoài cổ thì hai bên là rộng hơn bao nhiêu? 2 ly. Mỗi bên 1 ly thì hai bên là 2 ly. Yeah. But be careful. Nhưng mà cẩn thận. Expansion makes the buckle tipping. Dạ, nhưng cẩn thận là vì sao? Khi các chị nới rộng thì nó sao? Nó sẽ nghiêng cái thân ra ngoài. Bất kỳ một cái pin giống như cái hình ảnh nào đã thầy nói là gì? Lực mà không qua tâm cản là nó nghiêng răng ra. So do not expand too much from, đừng có nới quá nhiều. From the beginning. Đừng có nới quá nhiều từ lúc ban đầu. You can control any time during distalization. Dạ, chúng ta có thể di xa vào bất kỳ cái lúc nào. During the distalization, if you find any transverse discrepancy, you can expand. Nếu như trong quá trình điều trị mình thấy có cái vấn đề về cái chiều ngang, nó thiếu chiều ngang, mình có quyền nới. It is very easy. Buckle tipping is very easy. So it takes 1 hour. One month is enough for 1 mm expand. Dạ. Nhưng mà cái nới này á, nó nới theo kiểu nghiêng rất là dễ dàng. Nó nới 1 ly 1 tháng là rất là dễ. So, we'll do this time of the first from now on. We'll do the application of that. Yeah. And if you want to, the lecture is going to be continued about the application of the heavy gear. Yeah. But if you want to do this, you can do in this case. They need head. The phantom. Phantom. Yeah. But phantom doesn't have this kind of thing, so you cannot do that. Yeah. So yeah. We need real patient for that. Bây giờ chúng ta phải học cách điều chỉnh cái Facebook. Nếu muốn mô phỏng cái này trong thực tế mà đúng,
thì phải có cái phần con cái đầu ma đó để thực tập thì mới đeo được cái headcap. Nhưng mà cổ đổ mấy cái đầu ma thì lại không có cái bộ răng, có cái ống tiếp, cho nên là mình chưa có được cái điều kiện để mình thực hành mô phỏng cái hoạt động đó. Như mình biết được là cái này chụp lên đầu chẳng gì không, các anh chị nắm được không? Okay. If you prepare patient with a cutting ear tube next time, in the session in August yeah, session, you can bring your patient and you can deliver the cutting ear and I can control that. Cho nên bây giờ các chị đã học được cái này rồi, cái đợt học kế tiếp vào tháng 8, nếu mà chị có bệnh nhân mà đúng chỉ định hết kia, các chị cứ gắn khâu sẵn ở nhà. Tới đây tôi sẽ chỉ cho anh chị cái cách gắn cái hết gear trên lâm sàng đúng cho bệnh nhân luôn. Tôi sẽ đó, cho nên anh chị nào có bệnh nhân đúng chỉ định hết gear. If you don't have patient, you have partner. Yeah. If you make the band on her, yeah, and you bring her, and you can make the same hand gear to her, yeah, and you can do the same thing to her. Nếu không có bệnh nhân muốn thực hành đó, thì lấy cặp tới phòng mạch người kia, lấy tới phòng ngành của nhau, đặt khâu trên người này, đặt khâu trên người kia, rồi á thì lấy bệnh đó làm bệnh nhân tôi chỉ cho cách gắn cái kia cho được. So it is your choice. If you want that, you can do that. But if you don't want, cho nên á thầy kêu đó là nói nghiêm túc là thực sự là muốn thực hành mà không có bệnh nhân là như vậy. Cái đó tùy anh chị, không bắt buộc. Anh chị nào muốn thực hành thì là gì, đưa miệng mình á trước đó gần tuần đặt tung tất kẻ, đặt tất kẻ xong gắn khâu xong nha, thì là tới cái kỳ tài tới. Các chị có cái kèm này không? You will need this flyer. Chúng ta có cái kèm này. This is the essential flyer for the kèm này là kèm cung lưỡi. You can see. Dạ. Kèm này là kèm liên vô hợp flyer. Mình khi đi những cái dây lớn mình sẽ dùng cái kèm này. Mình có thể truyền đi để sẽ được cái kèm cung lưỡi. If you get used to that, you can do anything. Nhưng mà khi các chị đã quen thuộc với cái này thì làm dùng cái kèm gì làm cũng được. Nhưng mà cái kèm đó là cái kèm chuyên cho mấy cái thứ này thì nó sẽ dễ hơn. So if you have the flyer in your clinic, you can use that. Yeah, nếu các chị có cái kèm ở phòng khám của mình, các chị có thể dùng nó. Kèm gì cũng được. Nhưng mà nếu nên có cái kèm đó, tôi cũng có cái kèm kiểu đó. Group by group. Yeah. Okay. Chúng ta chia từng nhóm. Mình có cái tập tài liệu các anh chị, các anh chị về đọc vì đây là thầy bóc từ cái bài giảng này ra. Nhưng mà nếu anh chị nào gặp cái khó khăn á, chắc mình phải nên tập tiếng nói gì đó, thì có ai gặp khó khăn từ ngữ thì ở trang thứ mấy, dòng thứ mấy anh chị nói cái sự xin giúp nha. Cho nên quay cái có cái lúc phụ trợ offside, there is no offside down. Anytime, anything is okay, but I prefer the correction part upside. Yeah, thì quay cái lớp bù trừ á, lên đây xuống dưới đều được hết. Nhưng mà thầy không thích là quay lên đây. Nhưng mà nếu ai quay xuống dưới thì được. Nhưng mà nhớ sao, dạng bệnh nhân quay lên phía dưới á, thì phải chỉ cho họ là chúng ta quay đầu ngược và hướng tất cả các. Các chị nắm được không? The band is too mobile, so cái câu này á, cái câu này nó hơi lung lay nhiều quá cho nên thầy dùng mình. Rút một bên bên này đây. Sao thấy không, cái này nó còn lớn hơn trước, lấy nó ra cầm cái kèm nó, lấy cái kèm cũng được. Yeah.
15 years.